Như vậy sau rất nhiều thời gian chờ đợi, lên gần một năm trời, cuối cùng Toyota Hilux 2018 đã xuất hiện trở lại Việt Nam dưới hình thức nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Và trước mắt chúng ta đây chính là phiên bản Toyota Hilux 2.4e số tự động một cầu, một phiên bản mới, nâng cấp, toàn diện, đặc biệt về tính năng an toàn, với 7 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và kiểm soát lực kéo. Toyota Hilux phiên bản 2.4AT số tự động chính là đối thủ trực tiếp của Ford Ranger 2.2 XLS AT. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem nội thất của chiếc Hilux số tự động này có gì đặc sắc. Đây chính là nội thất tổng quan của cái xe Hilux số tự động một cầu. Ở phía bên này, lên xuống kính điện, khóa cửa trung tâm, điều chỉnh gương điện, bảng đồng hồ, táp lô, đơn sắc, đen trắng thôi, dễ quan sát, nổi bật, không màu mè. Chúng ta sẽ có này, vòng tua động cơ, hiện tại tôi đang nổ máy đấy, các bạn có nghe thấy gì không ạ? Xe rất là êm, cách âm tốt. Chính giữa là màn hình hiển thị đa thông tin TFT, vị trí cần số và một số các thông số khác. Bên này là tốc độ. Mặt táp lô này rất là lớn, cứng cáp và sử dụng chất liệu là nhựa giả da. Hilux bản này đã được trang bị sẵn đầu DVD, một đĩa, 4 loa, có đủ tất cả các kết nối. Và đây chính là đầu của Pioneer nhá, hãng đầu cao cấp nhất hiện nay dành cho xe hơi. Ở dưới này chúng ta sẽ có cụm điều hòa này, vẫn là điều hòa chỉnh cơ. Cần số, số tự động 6 cấp, đi kèm với hai chế độ lái Eco và Power. Cải tiến về của Hilux 2018 so với bản cũ chúng ta quan sát đây chính là VSC, hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo chống trượt. Cùng với đó, một thay đổi đáng thú vị khác, các bạn có nhìn thấy điểm gì khác lạ trên cái vô lăng này không ạ? Vẫn như vậy thôi. Một chiếc vô lăng to này, cầm rất là chắc chắn, bọc da, mạ bạc, điều chỉnh nút bấm đầy đủ. Và đặc biệt này, các bạn quan sát chính là tính năng này, Cruise Control. Nói một cách chi tiết hơn thì đó chính là hệ thống chân ga tự động, giúp cho các bạn giữ nguyên tốc độ. Khi mà mình cài đặt, mình muốn giữ bao nhiêu thì giữ ở đó, sau đó thả chân ga thoải mái. Đấy. Chiếc Hilux 2018 số tự động một cầu này chúng tôi đang bán giá niêm yết là 695 triệu. Và xe thì được nâng cấp, các bạn quan sát thấy rồi, rất nhiều. Bên ngoài còn đẹp hơn nữa cơ, lát tôi sẽ cho các bạn xem bên ngoài. Chúng ta sẽ có Cruise Control này, cân bằng điện tử này, hỗ trợ khởi hành ngang dốc này, kiểm soát lực kéo này. Và đặc biệt này, nâng cấp thêm đó chính là túi khí, túi khí tài xế này, túi khí hành khách này, túi khí rèm này, hai túi khí rèm này, hai túi khí bên hông, và đặc biệt là một túi khí đầu gối người lái, giúp cho các bạn an toàn hơn nếu không may xe xảy ra vì tai nạn. Chúng ta xem qua một chút về cái nội thất của chiếc xe này. Tựa đầu đầy đủ tất. Chất liệu ghế thì các bạn lưu ý nhé, các bạn đã nhìn thì đây là ghế da, nhưng mà nguyên bản theo xe ấy thì nó chỉ có ghế nỉ thôi. Chiếc xe này chúng tôi bọc ghế da và để trưng bày. Hiện tại cái Hilux này đang niêm yết giá bán là 695 triệu, có hỗ trợ trả góp lên 80% giá trị xe. Nếu các bạn nào có nhu cầu tư vấn về thủ tục mua xe trả góp, trả thẳng hoặc là tư vấn về sản phẩm thì xin vui lòng liên hệ với tôi theo số máy 0971054888. Tôi là Nghĩa, phụ trách kinh doanh tại Toyota Thăng Long. Xin cảm ơn và rất hân hạnh được đón tiếp quý khách đến đại lý. Xin chào và hẹn gặp lại.